Ngày thứ hai, ngày đầu tuần, chúc tất cả anh chị em và các bạn có một ngày đầu tuần thật là may mắn, sức khỏe ha. Anh chị em và các bạn có nhu cầu lên đồ chơi xe các loại từ nhông sơn dĩa vô tay thắng cuộc vân vân thì ghé ủng hộ để canh mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha, và các chị em anh em cũng như là muốn nhu cầu làm tem, thiết kế tem hoặc là ráp full màu xe với những dòng decan từ trung bình PVC cho đến cao cấp, các dòng decan nhôm, decan đì vân vân, ghé ủng hộ để canh mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Như mọi ngày thì canh mình ngày đầu tuần cũng nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều anh chị em từ gần đến xa, có những anh chị em ở tỉnh gửi xe lên làm luôn, rất trân quý anh em nha. Đây là bộ mâm gắt xin lên cho dòng xe tay ga nhỏ như là Nissan AB Vario lên là rất là đẹp luôn ha. Đây, có xe tay ga lên rất là đẹp. Các bạn trẻ đi xe hẹp thì có những mâm CNC mà lên sẵn vỏ rất là chắc chắn như vậy, lên sẵn hết ha. Mâm CNC Xmod 5 cây. Đây là mâm cho Winner RCB chính hãng 6 cây. Đây là hai thợ máy của tiệm, một thợ là chuyên độ, còn một thợ là chuyên làm bài gym nha. Đây là khu vực mình để cổ bô, từ cổ inox 304 đến những cổ titan gel, đầy đủ các dòng xe, chủ yếu là BKN và những dòng xe con thông dụng như G15, Sachia, Sonic, Rider vân vân, có đủ hết. Góc lon, lon tăng. Đây là Yoshimura này. Yoshimura có hai mã đây. Mã full carbon. Đây là ghét leo. Sonic lên cho Winner và Ed rất là đẹp. Có cả bốn gót nè. Mâm 8 cây là GCB và 8 cây X1G. Đây là khu vực đồng hồ LED cho tất cả các dòng xe mình có đủ hết ha, từ xe tay ga hồ LED này cho đến những đồng hồ UMA chính hãng, Seagood rồi vân vân, có cả đồng hồ ai già đồng hồ bên trong đó, đồng hồ ở dưới 1000 luôn ha, lên cho tất cả các dòng xe được hết. Khóa smart key mình cũng có đủ ha, các dòng xe cũng có khóa smart key. Chó đèn pha 2 tầng chính hãng Zinbad với các dòng hẹt quay rồi vân vân. Tiến hành dán full màu đỏ candy cho con Sonic. Anh em đại canh minh rất là thân thiện, vui vẻ hòa đồng nha Lưng ơi. Chào anh em với Lưng ơi. Đây là bạn Mr. Cường đang xả nhôm một cái con lóc, một cái bộ lóc để sơn nha. Đây là hai con xe của mình đây. Một con Z800 nhưng mà được có cây bô thôi. Rồi, kết thúc video chứ.
cả nhà có một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và may mắn nha.